Caravan 2023 là cơ hội không thể tốt hơn để Isuzu Việt Nam kết nối, lắng nghe và mang đến những trải nghiệm thực tế nhất cho khách hàng của mình. Qua cuộc thi hôm nay thì tôi cảm thấy là tuyệt vời. Isuzu đã tạo ra một chiếc xe gọi là đi an toàn và chắc. Isuzu hành trình đã đến. Cảm thấy rất là vui và hào hứng và mong làm sao cho Isuzu có nhiều buổi thiện nguyện như thế này hơn nữa để giúp cho bà con nghèo ở vùng cao.